Rồi, chào mọi người đến với kênh Nông Dân TV của mình. Nhìn chiếc máy khá là cũ kỹ cho mọi người. Hiện tại thì chiếc máy này đang xây bánh ống nha mọi người. Nguyên thủy nó là chiếc máy cày. Hiện giờ thì hết một cày thì người nông dân này họ đổ để gắn cái đầu bánh ống vô để xây bánh ống. Và nó còn một chức năng nữa đó là có thể gắn cái đầu bơm nước vô để bơm nước, để tưới cỏ, tưới tiêu cho cái đồng ruộng của mình. Nó cũ kỹ vậy cho nó ba cái chức năng là vừa cày rồi hết một cày thì có thể gắn đầu bơm vô bơm nước và đầu xây bánh ống vô để xây bánh ống. Đây là cái bình của nó nha mọi người. Cái máy này lại không còn quay nữa, là độ thành đờ thôi. Rồi mọi người xem tháo cái đầu nổ ra nha mọi người. Đầu nổ bánh ống này đang tháo ra, mỗi lần xây xong là phải tháo ra để vệ sinh đó. Vậy mình tháo rồi mình thay cái ống mới cái vô cho nó ống này nó nóng quá hay sao? Không, ý là nó hết là phải tháo, thôi. Tháo thì không được nên nó không có làm được nữa. Nó là phải vậy ra. Nó chặt nóng lắm mà không? Ôi dồi, đụng vô rồi thôi chứ thằng lửa còn không phòng cho nó à, nó lấy liền như thế chứ. Nhiều hai chục ăn nhiều. Giọt đẹp phải đưa ba chục cho hai. Trời ơi, ông chồng cái đấy mà đủ mà hai thau lúc không mà. Lấy 15 ngàn rồi không? Đưa đây cho mà ý rồi nó phải vậy chứ. 6 ngàn nè. 6 ngàn lần sau lấy 40. Đó, nói cho nó nhiều cho cũng ít rồi muốn lấy chi nhiều. Không vậy. Bấy lúc gèo. Đậu bông đụng nó 2-3 kg gì đâu mà cho đừng 2 kg. Đồ không bóp chơi. Bóp 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 bóp. Lần xây ra rồi, hết cái tua này phải tháo ra. Tháo ra ngầm nước nó. Chết được. Bằng nhiều cái kia bà đem con lon gạo, tôi phải tốn một lon gạo ra khoai nuôi. Vậy phải xây ra còn phải tháo ra lon nữa. Nó phải làm luôn chứ làm cái đây nó mệt vậy nè. Chết luôn ạ. Ui, đè giọng. Phục vụ tối đè vậy giờ chưa? Tối đè. Có bữa xây cái kia thằng kia nó đứng chụp hình. Cái nó quay vậy. Đâu, tao giờ mở cái nó bạch lên liền. Lên ấy đó. Cái trang của nó hả? À, ui. Ai cũng coi, ai cũng nhìn hết. Ừ, đây cái ống ra vô ngâm nước cho nó nguội. Đây cái ống máu không? Bộ bị sắt hay là đồng mà sao nó nguyên vậy mà chín cái gì không? Sắt nó đồng. Sắt mà lội thép gì mà cứng nó. Nó muốn làm cái nắp nữa mà sợ cái nắp nó đủ nóng mà nó nhiều. Chế bánh không? Chế bánh. Tại nó nóng quá sức luôn này. Cái đây mấy anh cầu tí mình độ chưa? Đây đang tháo cái trục này, tháo trục bay xì bình ống. Rồi mình muốn bơm nước mình gắn vô cái ngay chỗ đây chứ gì nữa, ngay chỗ trước đầu nó nè. Bơm nước không? Thì gắn trước đây móc cái rô nó chạy cho làm gì đâu nữa. Rồi cái đây hết mùa cày thì xây bánh ống nha mọi người. Rồi hết mùa bánh ống đi xây thì cày trở lại. Rồi muốn gắn cái đầu bơm nước thì gắn vô cái đầu đấy. Thì nó cũng đặt kiểu đây nè. Bơm nước đây, bù ly đây, gắn vô bánh rớn đây, nó chảy. Muốn bơm gì nào. Mà điều chủ yếu cái chỗ mà xe chạy tới hay không ấy. Cái mũ điệp chứ. Mũ làm ăn mà. Vậy nó cứ nó tôi lộn ở đâu à. Mình thì đây đâu còn quay nữa, cho chiều khá độ luôn hả không? Đờ lên, bật lên đờ. Đây người dân họ đang đến chuẩn bị máy xây bánh ống nha mọi người. Mới cho to mà sợ nó cứng thì cái cho tôi mới to lo nè.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi mình dừng video tại đây nha mọi người. Mọi người xem thấy hay thì cứ đăng ký của kênh của mình là Nông Dân TV. Rồi chào mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của mình.